Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ. Tập 189. Chương 1881. Đặt mình vào vị trí của ta xem. Mặc dù phối sủng tóc bạc nói Chu Lăng Phong chắc chắn không chịu nổi, nhưng Chu Văn lại không nghĩ vậy. Có đôi khi từ bỏ sẽ khó hơn kiên trì, huống hồ lời nói của phối sủng tóc bạc cũng chỉ mang ý kiến cá nhân, sự thật rốt cuộc như thế nào e là cũng chỉ có bọn họ biết. Ngươi có quan hệ gì với Kỳ Tử Sơn? Chu Văn cắt ngang lời phàn nàn của phối sủng tóc bạc, hỏi một câu hỏi mà hắn rất muốn biết. Nếu đế đại nhân thật sự là nữ oa, phối sủng tóc bạc là sủng vật cộng sinh mà địa cầu sinh ra. Như vậy tiếp cận Kỳ Tử Sơn lại đột nhiên thức tỉnh phối sủng tóc bạc, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với nữ oa đây? Chẳng lẽ thật sự như lời tỉnh đạo tiên nói, Kỳ Tử Sơn chính là khởi đầu của thần thoại? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Phối sủng tóc bạc hừ lạnh nói. Ngươi nợ ta một đáp án không phải sao? Chu Văn nói. Lần này, phối sủng tóc bạc không còn gì để phản bác, nó nói đã từng nói với Chu Văn chỉ cần mở khối kim loại kia ra là có thể biết tất cả đáp án, kết quả lại chẳng thu được gì. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều bị người ta mưu hại như nhau, kẻ thù của kẻ thù là bạn bè, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Phối sủng tóc bạc nhìn Chu Văn nói, với thực lực của ngươi miễn cưỡng thì có lẽ có thể giúp một chút. Hợp tác như thế nào? Chu Văn không hề phản bác, nếu thực lực của hắn không đủ, phối sủng tóc bạc làm sao có thể hợp tác với hắn. Nhưng hiện tại Chu Văn không có tâm trạng đi so đo những thứ này, bây giờ hắn chỉ muốn biết càng nhiều càng tốt. Ngăn cản địa cầu xuất thế phối sủng, đáp án của phối sủng tóc bạc có chút ngoài dự liệu của Chu Văn. Chu Văn còn tưởng là nó muốn đi tìm Âu Dương Đình, kết quả lại là cái này. Nhưng nghĩ lại, Chu Văn cũng đã hiểu được đại khái. Nếu phối sủng tóc bạc là phối sủng của địa cầu trước kia, hiện giờ địa cầu lại sinh ra phối sủng mới, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn. Phối sủng tóc bạc muốn đoạt lại đồ thuộc về mình cũng không kỳ quái. Lần này, phối sủng tóc bạc không đợi Chu Văn đặt câu hỏi đã tự mình giải thích, ta muốn đoạt lại thứ thuộc về ta, mà nếu như ngươi không ngăn cản phối sủng địa cầu xuất thế. Vậy thì khi nó xuất thế cũng chính là thời điểm địa cầu bị hủy diệt, cũng chính là ngày tận thế của nhân loại, cho nên chúng ta có chung mục tiêu, hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Ngươi nói phối sủng địa cầu sẽ không phải ở trên Kỳ Tử Sơn chứ? Chu Văn nheo mắt lại hỏi. Ngoại trừ nơi đó, còn có thể là nơi nào? Phối sủng tóc bạc nói. Chẳng lẽ ngươi quên mất, nữ oa mà ngươi nói đã để lại ấn ký nguyện vọng trên người ta sao? Nếu ta đi Kỳ Tử Sơn, chỉ có một con đường chết. Chu Văn muốn moi ra càng nhiều thông tin hữu ích từ trong miệng phối sủng tóc bạc. Ngươi cho rằng ngươi không đi đâu, nàng sẽ không giết được ngươi sao? Thật sự là quá ngây thơ rồi, nàng đã để lại ấn ký nguyện vọng trên người ngươi, chỉ cần nàng muốn ra tay, cho dù ngươi lên trời xuống đất cũng khó thoát khỏi cái chết. Phối sủng tóc bạc hình như nghĩ tới cái gì đó, quan sát Chu Văn từ trên xuống dưới và nói, nhưng cũng thật kỳ lạ. Trên người ngươi đã lưu lại ấn ký, tại sao nàng lại không xuống tay với ngươi, chuyện này có chút kỳ quái. Vậy thì nói cho nàng biết đi, Chu Văn nói. Không có gì đáng nói. Không phải nàng chết chính là ta chết, không có nàng, ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng như vậy. Phối sủng tóc bạc oán hận nói. Chu Văn cảm thấy có chút buồn cười, phối sủng tóc bạc này cái gì cũng đổ lên người người khác. Lúc thì nói không có Âu Dương Đình nó sẽ như thế nào, lúc lại nói không có Chu Lăng Phong nó sẽ như thế nào, bây giờ lại nói không có nữ oa nó sẽ như thế nào. Nhìn vẻ mặt của Chu Văn, phối sủng tóc bạc liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Lập tức tức giận nói, tiểu tử, nếu đổi lại ngươi là ta, chỉ sợ ngươi so với ta càng không chịu nổi. Phối sủng tóc bạc nói đại khái mọi chuyện qua một lần. Chu Văn nghe xong, thật sự có chút đồng tình với phối sủng tóc bạc, nó thật sự không phải thảm bình thường. Toàn bộ vũ trụ, mỗi tinh cầu đều là một quả trứng phối sủng. Điểm này Chu Văn đã biết từ lâu, chỉ là vấn đề trứng phối sủng trong những tinh cầu này từ đâu tới lại chưa từng có đáp án. Chương 1882, Hợp tác. Căn cứ theo cách nói của phối sủng tóc bạc, nó cũng không biết mình đến từ đâu,
khi nó có ý thức đã bị một người đào ra. Một cái tinh cầu vừa mới sinh ra, còn chưa bắt đầu ấp trứng phối sủng đã miễn cưỡng bị người ta đào ra, đây quả thực là chuyện làm cho người ta không dám tưởng tượng. Nhưng lại có người làm được, người kia chính là nữ oa mà phối sủng tóc bạc nói đến, cũng là đế đại nhân mà Chu Văn nghi ngờ. Bởi vì lúc ấy phối sủng tóc bạc vừa mới sinh ra ý thức, còn đang ngây thơ, hoàn toàn không hiểu gì cả, cho nên nó cũng không biết nữ nhân kia rốt cuộc là ai. Mãi đến sau khi thức tỉnh, mới suy nghĩ lại đại khái mọi chuyện cho rõ ràng. Không biết nữ oa đã dùng thủ đoạn gì mà đào được nó ra, chính là vì một lần nữa thay nghén một phối sủng địa cầu mới. Về phần nàng tại sao muốn làm như vậy, phối sủng tóc bạc đến bây giờ cũng không hiểu. Nó chỉ nhớ rõ, nữ nhân kia ngồi trên một chiếc thuyền lớn từ trên trời giáng xuống, phá vỡ mặt đất và đào nó vẫn còn trong trạng thái trứng ra. Một chiếc thuyền lớn. Trong đầu Chu Văn lập tức xuất hiện hình ảnh một chiếc thuyền lớn. Trong thần thoại trên toàn thế giới, đều có truyền thuyết về Đại Hồng Thủy, mà trong những năm gần đây Chu Văn thu được tin tức, cũng có một con thuyền từ trên trời giáng xuống cứu vớt nhân loại khỏi Đại Hồng Thủy. Còn có cái neo thuyền và chân dung nữ nhân kia làm cho hình ảnh trong đầu Chu Văn phác họa ra càng thêm rõ ràng. Chẳng lẽ nói, lúc trước sở dĩ Đại Hồng Thủy dẫn phát, chính là thuyền của nữ oa tiến vào thế giới ngầm đào trứng phối sủng địa cầu ra nên gây ra chuyện đó. Chu Văn dần dần liên hệ tất cả thông tin lại với nhau. Chỉ là vẫn còn một điểm Chu Văn vẫn chưa hiểu rõ, tại sao Đại Hồng Thủy trong thần thoại. Các khu vực khác đều có truyền thuyết thuyền lớn cứu vớt nhân loại mà trong thần thoại Phương Đông lại không có ghi chép này. Huyền thoại Đại Hồng Thủy Phương Đông chỉ có truyền thuyết Đại Vũ Trị Thủy mà không có chuyện thuyền lớn cứu vớt nhân loại. Nếu như Kỳ Tử Sơn chính là nơi phối sủng địa cầu sinh ra, như vậy Phương Đông chẳng phải càng có liên quan với truyền thuyết về thuyền mới đúng. Thừa dịp nàng hiện tại còn chưa thoát khốn, ta và ngươi hợp tác giết chết nàng, ngươi thì giữ được mạng sống, ta lấy lại đồ vật thuộc về mình, theo như đúng nhu cầu của mỗi bên. Phối sủng tóc bạc một lần nữa đề nghị, nếu ngươi biết trong người ta có ấn ký nguyện vọng, vậy làm sao có thể đi Kỳ Tử Sơn? Chu Văn nói, ta đương nhiên có cách, nếu không làm sao có thể hợp tác với ngươi. Phối sủng tóc bạc dường như có bộ dáng đã tính trước, xoay người rời đi, đi theo ta. Chu Văn phi hành theo phối sủng tóc bạc, lúc này phối sủng tóc bạc dùng năng lượng ba động trên người rồi hoàn toàn biến mất, cũng không cách nào phân biệt được cấp độ sức mạnh của nó đến cấp bậc nào. Chỉ là nhìn tốc độ của hắn, hình như đã không thua gì cường giả tận thế như thiên ngoại tiên. Trong chốc lát, phối sủng tóc bạc rơi xuống một chỗ, Chu Văn ngưng mắt nhìn lại, cũng có chút kinh ngạc. Sao có thể là nơi này? Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, nơi phối sủng tóc bạc dẫn hắn đến lại chính là Quy Đức Cổ Thành. Xung quanh Quy Đức Cổ Thành người đến người đi, từ khi thân phận nhân hoàng của Chu Văn bị lộ ra, người tìm đến Quy Đức Cổ Thành càng ngày càng nhiều. Gần đây rất nhiều người bình thường phải phụ thuộc vào thế lực khác, bây giờ cũng mang nhà mang người chịu trăm cay nghìn đắng đi đến Quy Đức Cổ Thành, hy vọng có thể định cư ở đây. Chỉ là bây giờ muốn đi vào Quy Đức Cổ Thành đã không còn dễ dàng như trước. Rất nhiều người không thể không ở lại ngoài Quy Đức Cổ Thành, khiến bên ngoài Quy Đức Cổ Thành náo nhiệt lạ thường. Ở đâu cũng có thể nhìn thấy đủ loại lều vải và doanh địa tạm thời, thậm chí còn tạo thành phiên chợ. Nhìn thấy Chu Văn xuất hiện, mọi người đều đứng từ xa nhìn lại, nhưng không ai dám tiến lên nói chuyện. Hay, nhìn bọn họ kính sợ ngươi chưa kìa. Phối sủng tóc bạc phối hợp nói như đùa cợt. Bây giờ tòa thành này thuộc về ta. Chu Văn nói, thú vị thật đấy. Phối sủng tóc bạc nói chuyện đầy ý vị sâu xa, đi vào trong thành cổ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1883, Nhân Hoàng Thạch Đạo. Chu Văn cũng đi theo nó tiến vào, sau khi đi vào thành cổ, ai thấy cũng hành lễ với Chu Văn gọi một tiếng thành chủ, thậm chí còn có người gọi. Chu Văn là Nhân Hoàng Đại Nhân, ngươi mà cũng xứng tự xưng là Nhân Hoàng. Phối sủng tóc bạc không nhịn được chế giễu. Biệt hiệu thôi, thần cái gì, đủ loại biệt hiệu hiệu thần, thánh, Phật gì gì đó tràn lan, Nhân Hoàng cũng không tính là gì. Chu Văn nói. Ai ngờ phối sủng tóc bạc nghe Chu Văn nói vậy, khịt mũi coi thường nói, gì mà thần thánh với chả Phật, những thứ đó có thể so sánh với Nhân Hoàng sao? Nói vậy là thế nào? Chu Văn hứng thú hỏi lại. Phối sủng tóc bạc hình như đánh giá nhân loại khá cao,
thậm chí còn cho rằng thần tiên thánh Phật đều không thể so với nhân loại. Phối Sùng Tóc Bạc hừ lạnh mà không nói gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc thì chúng ta định đi đâu vậy? Chu Văn hữu ý vô tình thăm dò thêm chút tin tức. Đến nơi ngươi tự nhiên biết. Phối Sùng Tóc Bạc không giải thích gì nhiều. Rất nhanh, một người một thú cưng nhanh chóng đi đến một tòa kiến trúc kỳ lạ. Hỏa thần đài. Biểu cảm Chu Văn có hơi kỳ lạ. Hỏa thần đài có thể nói là vị trí trung tâm của quy đức cổ thành, trên đài cắm một thanh thạch đao. Thạch đao chỉ hơi động đậy sẽ khiến lĩnh vực dị thứ nguyên của quy đức cổ thành xuất hiện dị biến to lớn. Cho dù đế đại nhân có ý đồ với thạch đao, muốn mượn tay Chu Văn có được thạch đao, chỉ e là không thể được thuận lợi. Bây giờ Phối Sùng Tóc Bạc đi đến đây, 8-9 phần 10 cũng vì thanh thạch đao kia. Không như Chu Văn dự đoán, sau khi Phối Sùng Tóc Bạc đi lên hỏa thần đài, đi thẳng một mạch đến trước lò cắm thạch đao, nhìn chằm chằm chuôi thạch đao. Ngươi muốn động vào nó, tốt nhất nên nói chuyện rõ ràng cái đã. Chu Văn ngăn cản Phối Sùng Tóc Bạc trước mặt. Thạch đao mà động, tất có đại biến, quy đức cổ thành mấy chục vạn mạng người không thể tùy tiện mạo hiểm. Không phải ta muốn động vào nó, mà là ngươi muốn động vào nó. Phối Sùng Tóc Bạc bĩu môi nói, nó có thể giải trừ ấn ký nguyện vọng trên người ta. Chu Văn nhíu mày hỏi. Không thể. Phối Sùng Tóc Bạc trả lời ngoài dự liệu của Chu Văn, nhưng ngay sau đó nó lại nói, nhưng mà nó có thể tạm thời khiến nữ oa không thể sử dụng ấn ký nguyện vọng trên người ngươi. Ngươi có biết nếu rút thạch đao ra sẽ xảy ra chuyện gì không? Chu Văn dò hỏi. Không xảy ra chuyện gì. Phối Sùng Tóc Bạc không hề do dự trả lời. Xem ra ngươi cũng không có thành ý muốn hợp tác với ta. Cảm xúc của Chu Văn lạnh xuống, ta đã từng nếm trải cảm giác thử rút thạch đao, chỉ di chuyển một chút, lập tức xuất hiện dị biến lĩnh vực dị thứ nguyên, ngươi lại nói với ta không xảy ra chuyện gì. Ta nói không là không, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đáng để ta lừa gạt à? Phối Sùng Tóc Bạc kiêu ngạo nói, có ta ở đây, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Rốt cuộc thanh thạch đao này có lai lịch gì? Chu Văn nửa tin nửa ngờ hỏi. Uổng công ngươi tự xưng nhân hoàng, đến cả nhân hoàng thạch đao cũng không nhận ra à? Phối Sùng Tóc Bạc chế nhạo nói, nhân hoàng thạch đao? Chu Văn thật sự chưa từng nghe nói đến nhân hoàng thạch đao. Ngọn lửa trong văn minh nhân loại được sinh ra từ thanh đao này, Phối Sùng Tóc Bạc thuận miệng giải thích. Chu Văn kinh ngạc nhìn thạch đao trong lò, Phối Sùng Tóc Bạc đánh giá như vậy có thể nói là cực kỳ cao. Chu Văn đại khái cũng biết một ít văn minh nhân loại thuở ban sơ liên quan đến công cụ và sử dụng lửa, nhưng nếu nói thạch đao là công cụ đầu tiên do con người tạo ra, lại có chút mâu thuẫn. Đừng nói nhảm, có thanh đao này hộ thân mới có thể ngăn cản ấn ký nguyện vọng của nữ oa, ngươi có nhổ lên không? Phối Sùng Tóc Bạc mất kiên nhẫn nói. Chu Văn suy nghĩ một lúc, không nói nhảm nữa, đi đến trước lò thạch, đưa tay cầm lấy chuôi thạch đao. Trước kia muốn thạch đao di chuyển, Chu Văn phải vận chuyển sức mạnh của Hoàng Kinh, hiện tại không cần phiền phức như thế. Chỉ hơi dùng sức, thanh thạch đao kia khẽ dao động. Khiến Chu Văn kinh ngạc là, biên độ dao động thạch đao lần này so với lần trước hắn rút còn lớn hơn, nhưng lại không hề xuất hiện chuyện bất thường nào. Chương 1884, đừng lãng phí thời gian. Ngươi rất cẩn thận, tính tình như lão già bất tài kia của ngươi. Phối Sùng Tóc Bạc thấy Chu Văn chỉ thăm dò một chút, không thật sự rút thanh thạch đao ra, hừ lạnh nói. Chu Văn mặc kệ, lại từ từ rút ra một chút, vẫn không hề có bất kỳ phản ứng gì. Không hổ là Phối Sùng địa cầu. Chu Văn khen Phối Sùng Tóc Bạc một câu. Phối Sùng Tóc Bạc kia lại không hề cảm kích, chỉ hừ lạnh một tiếng. Từ tốn từng chút rút thanh thạch đao kia ra, quả thật sự Phối Sùng Tóc Bạc nói, quy đức cổ thành không hề xuất hiện dị biến. Thạch đao đã bị rút ra hơn phân nửa, ngay lúc Chu Văn định rút thạch đao ra, đột nhiên nghe được tiếng thét, một bóng người vọt tới, đi lên trên hỏa thần đài. Bóng người kia mái tóc dài màu xám, trên người là một bộ y giáp rách tung tóe. Bất ngờ là trước khi Chu Văn làm chủ quy đức cổ thành, sinh vật hình người kỳ dị này vẫn luôn đứng đây. Lúc này sinh vật kỳ dị nọ dựng hết râu tóc, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Chu Văn rút đao. Nhưng hắn không lập tức nhào tới, mà là đứng yên đó nhìn Chu Văn chằm chằm, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Giọng Trương Ngọc Trí từ dưới hỏa thần đài truyền lên, rất nhanh đã vọt lên, chạy đến bên cạnh sinh vật hình người kỳ dị, cố gắng trấn an nó. Chu Văn có thể làm chủ quy đức cổ thành,
là nhờ có Trương Ngọc Chí có thể khống chế sinh vật hình người kỳ dị này. Chỉ là hiện tại xem ra, khống chế của Trương Ngọc Chí đối với nó có vẻ tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Dưới sự trấn an của Trương Ngọc Chí, sinh vật hình người kỳ dị vẫn nhìn chằm chằm Chu Văn như cũ, giống như lúc nào cũng có thể nổi điên giết người. Chu Văn đã nghĩ đến nhân tố bất an này từ lâu, chỉ là hắn không còn lựa chọn nào khác. Trận chiến Kỳ Tử Sơn này, sợ là so với trận đánh với Thiên Ngoại Tiên còn hung hiểm hơn vạn lần, nhất định phải có chuẩn bị. Mà sau khi đánh với Thiên Ngoại Tiên một trận, Chu Văn lĩnh hội được con át chủ bài ở nhân gian, cũng nắm chắc đánh bại được sinh vật hình người kỳ dị. Phối Sủng tóc bạc chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào. Chu Văn nhìn sinh vật hình người kỳ dị, lực đạo trong tay không hề dừng lại, từng chút rút thanh thạch đạo ra. Thạch đạo vô cùng thô ráp, nói là thạch đao chi bằng nói là một thanh đá thô sơ được mài rũa. Gần lưỡi đao được mài rũa khá bóng loáng, trên lưng đao thì lại cực kỳ thô ráp, thậm chí còn gồ ghề. Ngay cả chuôi đạo nơi bị người cầm nhiều, cũng cực kỳ bóng loáng, cảm giác khá nhàm chán. Ngay lúc thạch đao bị rút ra, sự trấn an của Trương Ngọc Chí giống như hoàn toàn mất đi hiệu lực, sinh vật hình người điên cuồng xông lên. Trong phút chốc lao vọt tới, mang theo tức giận trong thời gian ngắn đã tới trước mặt Chu Văn, đưa tay cướp lấy thạch đao. Chu Văn đang định ra tay đánh lui quái vật hình người, lại đột nhiên nhìn thấy ánh sáng bạc lóe lên. Từng sợi dây leo sinh ra dưới chân sinh vật hình người nọ, như từng sợi dây thừng, trói quái vật hình người thành cái bánh chưng. Quái vật hình người giống như ngón tay sắp chạm đến thạch đao, cứ đưa lên như thế, nhưng cuối cùng lại không thể tiến lên một tấc nào. Chu Văn nhìn về phía Phối Sủng tóc bạc, nó lạnh nhạt nói, ta nói rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Sinh vật hình người gào thét về phía Chu Văn, nhưng cho dù hắn dãy dụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi mấy sợi dây leo trói buộc. Thì ra Phối Sủng địa cầu là hệ sinh mệnh à. Chu Văn nhìn mấy dây leo kia tự lẩm bẩm. Mẹ nó, năng lực của ông đây như thế nào sao ngươi biết được, đây là sức mạnh cái gì, chỉ là tùy ý thôi. Phối Sủng tóc bạc tức giận nói, như bị vũ nhục cực mạnh. Trương Ngọc Chí kinh ngạc đánh giá Phối Sủng tóc bạc, nàng và sinh vật hình người này tiếp xúc lâu nhất, không ai có thể hiểu rõ sức mạnh của sinh vật hình người đáng sợ thế nào hơn nàng. Phối Sủng tóc bạc một ngón tay cũng không cần động, vậy mà có thể khống chế hắn, chỉ vậy đã đủ khiến nàng kinh ngạc. Chỉ là tất cả còn không khiến nàng kinh ngạc bằng câu nói kia của Chu Văn, làm sao cũng không ngờ tới, trước mặt lại là Phối Sủng địa cầu. Nhìn cái gì, năng lực phá của ngươi vô hiệu với ông đây, đừng có ở đó thể hiện lãng phí. Phối Sủng tóc bạc lạnh lùng phủi Trương Ngọc Chí một cái. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1885, từ bỏ ranh giới. Chu Văn, nó thật sự là Phối Sủng địa cầu à? Ngươi vậy mà có Phối Sủng địa cầu? Trương Ngọc Chí ngạc nhiên nói. Ánh mắt của ngươi là sao? Hắn mà cũng xứng có được. Phối Sủng tóc bạc nói được một nửa, hình như cảm thấy có vẻ không ổn, lại đổi giọng nói, tiểu tử kia chỉ là tùy tùng của lão tử thôi. Ngọc Chí, ngươi đi về trước đi, sau này ta nói rõ với ngươi sau. Chu Văn nói với Trương Ngọc Chí. Có thể đừng làm hắn tổn thương được không? Trương Ngọc Chí hơi do dự, nhìn về phía sinh vật hình người nói. Chỉ cần vẫn còn trong phạm vi khống chế của ta, sẽ không tổn thương hắn. Chu Văn biết năng lực của Trương Ngọc Chí đặc biệt, cũng không phải chỉ là khống chế sinh vật kỳ dị bình thường, nàng cũng bỏ ra tình cảm, coi sinh vật kỳ dị như thân nhân. Vốn Chu Văn cũng không có ý định giết sinh vật hình người này cực kỳ đặc biệt, hắn càng muốn biết rõ lai lịch của sinh vật hình người này hơn. Vậy thì quá tốt rồi. Trương Ngọc Chí định thuyết phục sinh vật hình người rời đi cùng với nàng, nhưng lúc này năng lực của nàng đối với sinh vật hình người đã mất hiệu lực hoàn toàn. Sinh vật hình người nọ vốn không để ý tới nàng, chỉ liều mạng dãy giụa, trong mắt chỉ có thạch đạo trong tay Chu Văn. Hắn không chết được, Phối Sủng tóc bạc lạnh lùng nói. Trương Ngọc Chí lúc này mới hoàn toàn yên tâm, lại thử trấn an Phối Sủng tóc bạc, sau đó vẫn vô hiệu, dưới sự khuyên bảo của Chu Văn, rời khỏi hỏa thần đài. Ta lấy được thạch đao, nhưng vẫn không cảm thấy liên hệ với người kia bị cắt đứt. Chu Văn nhìn Phối Sủng tóc bạc nói. Làm gì có chuyện dễ ăn vậy, ngươi coi ấn ký nguyện vọng là cái gì, thứ đó vốn không thuộc về. Phối Sủng tóc bạc nói còn chưa dứt lời, đã ngừng lại,
hình như ý thức được mình nói nhiều. Nếu ngươi đã muốn hợp tác với ta, lại giấu giếm mọi chuyện với ta, sao hợp tác được? Chu Văn trầm mặt nói. Có một số việc, nói cho ngươi biết cũng vô dụng, ngươi cũng chưa chắc đã tin, ngược lại vì vậy mà lo trước lo sau, đối với ngươi và ta đều không có chỗ tốt. Phối Sủng tóc bạc chỉ vào sinh vật hình người nọ nói, gia hỏa này có chút kỳ lạ, nếu ta không nhìn lầm, hắn vốn nên là con người. Hắn là con người. Chu Văn biết Phối Sủng tóc bạc nói lảng sang chuyện khác, nhưng vẫn bị lời nói của nó làm cho kinh ngạc. Đúng, không sai, trước kia hắn chắc chắn là con người biến dị cũng không phải chuyện hiếm lạ, nhưng biến dị hoàn toàn như hắn, lại rất kỳ lạ, trừ khi. Phối Sủng tóc bạc đánh giá quái vật hình người trầm ngâm nói, trừ khi cái gì? Chu Văn hỏi. Trừ khi hắn tự nguyện hoàn toàn từ bỏ ranh giới cuối cùng của sự sống con người, đồng thời đi qua nơi đó. Phối Sủng tóc bạc biểu cảm có chút kỳ lạ. Nếu ngươi lại nói như vậy với ta, vậy hợp tác của chúng ta cũng chỉ tới đó mà thôi. Chu Văn mặt âm trầm nói. Trừ khi hắn từng đi lên con thuyền kia, chỉ có ở đó mới có thể biến con người thành sinh vật kỳ dị hoàn toàn. Phối Sủng tóc bạc dừng một chút, nhếch miệng nói ra, ta cũng muốn nói rõ ràng với ngươi, nhưng chính ta cũng không hiểu rõ lắm, không thể giải thích rõ ràng. Ngươi muốn biết chân tướng, vậy phải tự mình đi hỏi nữ oa. Nói nhảm một mớ, cuối cùng thì thạch đao này phải dùng thế nào? Chu Văn có thể cảm nhận được bên trong thạch đao ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ lạ, nhưng loại sức mạnh này cũng không thể cắt đứt ấn ký nguyện vọng và liên hệ với đế đại nhân. Đưa đạo cho ta. Phối Sủng tóc bạc đưa tay ra nói. Chu Văn nhìn Phối Sủng tóc bạc một cái, sau đó vứt thạch đao cho nó. Ngươi so với lão già của ngươi can đảm hơn chút, cũng không tính là phế vật thuần túy. Phối Sủng tóc bạc đánh giá thạch đao, không ngẩng đầu lên nói, cũng không biết là khích lệ hay là trào phúng. Không đợi Chu Văn nói gì, Phối Sủng tóc bạc đột nhiên trở tay cầm thạch đao, đâm thẳng thạch đao vào ngực mình. Chu Văn nhìn trợn mắt há mồm, thanh thạch đao kia trực tiếp xuyên qua lồng ngực Phối Sủng tóc bạc, đâm thẳng vào nội tạng trung tâm, lưỡi dao còn lộ ra phía sau lưng. Ngươi đang làm gì? Chu Văn nhìn chằm chằm Phối Sủng tóc bạc nhíu mày hỏi. Chương 1886, như ngươi mong muốn. Quả nhiên chỉ dùng thanh nhân hoàng thạch đao này vẫn không đủ. Bớt nói nhảm, có được hay không chỉ dựa vào lần này, lão tử tin tưởng con người các ngươi lần này. Phối Sủng tóc bạc nhìn ngực mình, thấp giọng nói. Ngay chỗ thạch đao và lồng ngực của nó giao nhau, một ngọn lửa màu bạc bốc lên, dường như từ trong cơ thể hắn tràn ra, thiêu đốt máu thịt của nó. Lên đi, rút đạo ra. Phối Sủng tóc bạc buông lỏng chuôi đạo, giang hai tay ra, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Văn, trong đôi mắt ánh sáng bạc lấp lóe. Chu Văn cuối cùng cũng hiểu nó muốn làm gì, Phối Sủng tóc bạc không thể tự mình giải trừ khế ước với con người, khế ước trên người Phối Sủng tóc bạc sợ là cũng không thể giải trừ hoàn toàn. Bây giờ nó định lợi dụng thạch đao chặt đứt khế ước giữa mình và con người, nhưng thế này hiển nhiên là chưa đủ. Cho nên nó chỉ có thể lựa chọn lợi dụng cơ hội này, hoàn thành một khế ước mới, thay thế cho khế ước trước đó. Nói cách khác, nếu thành công, Phối Sủng tóc bạc sẽ trở thành thú cưng của Chu Văn. Vậy cứ như ngươi mong muốn. Chu Văn đưa tay tiếp tục nắm chuôi thạch đao, dùng hết sức rút ra. Theo thạch đao bị rút ra, thân thể của Phối Sủng tóc bạc lơ lửng trên không trung, tứ chi ngửa về sau, ngực bị kéo nhô ra về phía trước, giống như tế phẩm người sống bị hiến tế. Ngọn lửa màu bạc phun ra theo thạch đao tràn vào thân thể Chu Văn, trong nháy mắt bao vây hắn ở bên trong. Phối Sủng đã ký khế ước sẽ không thể ký khế ước với người khác nữa, nhưng trong trường hợp thạch đao làm môi giới, giữa hai người đang tạo thành khế ước mới. Vị trí trái tim trên lồng ngực Chu Văn dần dần xuất hiện đồ án màu bạc. Thân thể Phối Sủng tóc bạc dần dần biến mất trong ngọn lửa màu bạc, cho đến khi biến mất hoàn toàn, đồ án màu bạc trên ngực Chu Văn lóe ra ngân quang sáng chói. Chu Văn cúi đầu đang muốn nhìn cho rõ đồ án trước ngực rốt cuộc là cái gì, lại thấy đồ án kia đột nhiên chợt lóe lên rồi biến mất. Trong trạng thái không chịu sự khống chế của Chu Văn liền trực tiếp biến mất không thấy. Một giây tiếp theo, toàn thân Chu Văn đột nhiên phóng ra ngân quang, tóc đen cũng cấp tốc biến thành màu bạc, ngay cả tròng mắt cũng bị màu bạc lan ra. Ôi, con mẹ nó, quy định Phối Sủng chỉ có thể làm áo cưới cho loài người, làm nô lệ cho loài người. Loài người là cái thá gì, lão tử mới là chúa tể mọi vật. Trong đầu Chu Văn,
Ý chí của Phối Sủng Tóc Bạc đang điên cuồng gào thét. Tại sao? Ý thức của Chu Văn còn chưa bị hoàn toàn chiếm giữ, nhưng cũng không hề hoảng sợ, chỉ bình tĩnh trao đổi với ý chí của Phối Sủng Tóc Bạc kia. Tại sao? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Thật là đồ ngu xuẩn, chiếm giữ thân thể ngươi là ông đây có thể sở hữu bản thân tuyệt đối, lại không có bất kỳ ai có thể khống chế lão tử. Phối Sủng Tóc Bạc chế giễu nói, còn phải cảm ơn ngươi cống hiến thân thể cho lão tử, thân thể này lão tử rất hài lòng. Cấp thiên tai lại có thể bộc phát ra sức mạnh của tận thế cấp, không hổ là chủng tộc được chiếu cố. Cho nên ngươi mới lựa chọn ta mà không phải ai khác. Chu Văn vẫn bình tĩnh nói. Hừ, lão tử đã hai lần liên tục bị bẫy, không có kiên nhẫn chơi tiếp trò chơi dưỡng thành, lần này lão tử phải đi một bước thích hợp. Ngươi cũng không cần oán hận cái gì Lăng Phong gài bẫy lão tử thảm như vậy, cha nợ thì con trả, đây là số phận của ngươi. Tâm trạng Phối Sủng Tóc Bạc như là sung sướng cực độ, nói chuyện cũng không còn lấp lửng như trước. Không phải ngươi nói ông ấy là củi mục hay sao? Làm sao mà gài bẫy được ngươi? Chu Văn hỏi tiếp. Cảm giác được ý chí của Chu Văn dường như càng lúc càng yếu, Phối Sủng Tóc Bạc đắc ý nói, tên phế vật kia cái gì cũng phế nhưng lại rất xảo quyệt. Luôn luôn trì hoãn tu hành, làm cho lão tử không có cách nào tiến hóa, còn con mẹ nó âm hiểm, cưỡng ép tách lão tử ra, làm hại lão tử tổn hao quá nhiều nguyên khí. Dù sao bây giờ cũng không hề gì, hắn nợ lão tử, lần này lão tử muốn đòi lại tất cả từ ngươi. Nói vậy những gì ngươi nói lúc trước về cái gì nữ oa kia đều là lừa ta. Chu Văn lại hỏi, lão tử còn phải lừa gạt thẳng nhóc như ngươi sao? Nữ nhân kia quả thật lái thuyền phá không mà tới, cưỡng ép đào lão tử từ tâm địa cầu lên, chẳng qua đáng tiếc là sau đó nàng cũng đã chết. Các bạn đang nghe chuyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1887, Diệt. Phối Sủng Tóc Bạc hừ lạnh nói, chết. Chu Văn không kìm được ngẩn ra, nếu nàng chết rồi thì người ở Kỳ Tử Sơn là ai? Chu Văn thế nào cũng không nghĩ đến, vậy mà kết quả lại thành như vậy. Không phải là nữ oa còn có thể là ai? Giải thích của Phối Sủng Tóc Bạc lại càng làm Chu Văn khó hiểu. Ý ngươi nói là, nữ nhân đi thuyền đến với nữ oa cũng không phải cùng một người. Trên Kỳ Tử Sơn là nữ oa, lái thuyền phá không mà đến là một nữ nhân khác sao? Nữ oa là ai? Nữ nhân kia lại là ai? Chu Văn cấp tốc muốn biết ý. Trong lời nói của Phối Sủng Tóc Bạc, ta cũng rất muốn biết nữ nhân kia rốt cuộc là ai, lái thuyền tới, phá thế gian mà giáng xuống. Sức một mình đánh nát dị thứ nguyên, cưỡng ép đào ra trứng của tinh cầu, đó là khả năng kinh thế không gì sánh nổi. Phối Sủng Tóc Bạc khi nói đến nữ nhân kia lại có mấy phần sùng bái. Đánh nát dị thứ nguyên sao? Nàng không phải tiên tộc sao? Làm sao lại đánh nát dị thứ nguyên? Chu Văn nghe ra chỗ không đúng trong lời nói của nó. Suy đoán theo tin tức Chu Văn thu được, nữ nhân lái thuyền giáng xuống, có lẽ là một sự tồn tại vô thượng trong tiên tộc. Nhưng mà nghe giọng điệu của Phối Sủng Tóc Bạc thì hình như không phải là chuyện như vậy. Tiên tộc tính là gì cũng đòi xứng với danh vọng của nàng. Phối Sủng Tóc Bạc khinh thường nói, bởi vì nàng giáng xuống toàn bộ dị thứ nguyên đã suýt bị phá nát, tiên tộc tầm thường thì tính là gì? Đi đi, thân thể ngươi do ta sử dụng, sau này nhất định sẽ trở thành chúa tể cả thế giới, đó cũng là vinh dự của ngươi. Phối Sủng Tóc Bạc điên cuồng chiếm đoạt, muốn hoàn toàn chiếm đoạt ý thức Chu Văn. Ngược lại là ta cũng hơi mong chờ thấy ngày hôm đó, đáng tiếc ngươi không thấy được. Chu Văn điềm tĩnh nói, được hay không thì không phải ngươi nói, là. Phối Sủng Tóc Bạc còn chưa dứt lời, đột nhiên phát hiện ý thức Chu Văn nhìn như yếu ớt lại đột nhiên từ yếu chuyển thành mạnh. Dù hắn chiếm đoạt như thế nào đều không cách nào hoàn toàn xóa đi ý thức của Chu Văn. Hảo tiểu tử, thảo nào ngươi có thể lấy thân thiên tai chống lại tận thế, ý chí mạnh gần như không giống nhân loại. Thì ra ngươi cũng muốn tính toán lão tử, đáng tiếc ngươi vẫn còn non và xanh lắm. Lão tử là Phối Sủng địa cầu, ở trên địa cầu này không có bất kỳ sinh mạng nào có thể tranh đoạt với ý chí của lão tử. Ý niệm của Phối Sủng Tóc Bạc càng ngày càng mạnh, giống như toàn bộ ý chí của địa cầu đều rót năng lượng vào cho hắn. Ý chí bền bỉ như Chu Văn cũng cảm thấy áp lực lớn không gì sánh bằng, ý thức bị chèn ép xâm chiếm từng chút một. Thân thể này là của lão tử. Ý thức của Phối Sủng Tóc Bạc điên cuồng gào thét. Nhưng một giây tiếp theo,
tiếng gào thét điên cuồng của nó đột nhiên ngừng lại. Ở trong ý thức Chu Văn đột nhiên lại có thêm một ý chí khác. Chu Văn cuối cùng phát động vương chi thán tức, ý thức của cô gái kỳ dị kia xuất hiện. Sao? Sao có thể? Ý thức của phối sủng tóc bạc dường như đang run rẩy kịch liệt, giống như xảy ra chuyện gì đó làm nó sợ hãi cực độ. Không thể nào! Không thể nào! Không phải ngươi đã chết rồi sao? Làm sao có thể? Phối sủng tóc bạc cảm nhận được ý thức kỳ dị kia, sự kinh hoàng đã phá vỡ giới hạn tâm lý bản thân có thể chấp nhận. Diệt! Cô gái như quân lâm thiên hạ cũng không thèm nhìn đến phối sủng tóc bạc, chỉ lạnh nhạt nói ra một chữ. Màu bạc trên thân thể Chu Văn trong phút chốc rút đi như thủy triều, ý thức của phối sủng tóc bạc cũng tan thành mây khói trong kêu rên kinh hãi cực độ. Chẳng lẽ là mê tiên kinh biến thành vương chi thán tức, chính là cô gái mà phối sủng tóc bạc nói đến. Đáng tiếc không thể moi ra nhiều tin tức hữu dụng hơn từ miệng phối sủng tóc bạc. Tâm trạng Chu Văn hơi phức tạp. Dù sao đi nữa hắn cũng chưa từng nghĩ tới, đáp án cuối cùng lại sớm đã ở trên người mình. Lấy điện thoại ra theo thói quen, sau đó quan sát số liệu của mình, quả nhiên thấy trong cột phối sủng đã tăng thêm một phối sủng mới. Chương 1888, chúng sinh bình đẳng. Tù đồ, tận thế cấp, tàn thể, mệnh cách, chúng sinh. Mệnh hồn, chúng sinh vận mệnh chi luân, chúng sinh, cấp S, khủng cụ hóa, chúng sinh. Lĩnh vực thiên tai, chúng sinh, thiên giới, tân thế giới, chúng sinh, sức mạnh. 1013, tốc độ 1014, khí lực 1052, nguyên khí 1000, kỹ năng thiên phú không trạng thái cộng sinh. Hồn Chu Văn thấy thuộc tính của phối sủng tóc bạc quả thực ngây người. Không phải là bởi vì hắn quá mạnh mẽ mà là bởi vì hắn quá yếu. Đường đường là phối sủng tận thế cấp lại chỉ có một tẹo thuộc tính như vậy. Huyền đế và đế thính chẳng qua là cấp thiên tai mà thuộc tính đã chênh lệch không kém bao nhiêu so với nó. Ngoại trừ tân thế giới cần phải có của tận thế cấp ra thì không có một chút biểu hiện vượt trội nào. Càng bất ngờ là mệnh cách, mệnh hồn, vận mệnh chi luân, khủng cụ hóa, lĩnh vực và tân thế giới của nó đều như nhau, không có gì đột biến. Dù gì cũng coi là một phối sủng tận thế cấp, làm sao lại xoàng như vậy? Chu Văn triệu hồi tù đồ ra. Ngân quang lóe lên, phối sủng tóc bạc lần nữa xuất hiện ở trước mặt Chu Văn, vẫn là hình dáng tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch như cũ. Chẳng qua hiện giờ phối sủng tóc bạc đã mất đi thần thái trong mắt, giống như một con rối bị giật dây, chỉ biết làm việc theo lệnh của Chu Văn. Nhìn phối sủng tóc bạc đã không còn ý thức, Chu Văn hơi có chút thất vọng, vốn là còn hy vọng có thể lấy được một ít tin tức hữu dụng từ nó, xem ra là không thể rồi. Còn may trạng thái cộng sinh của nó là hồn, có thể để mình sử dụng năng lực của nó. Chu Văn ra lệnh tù đồ hóa thành trạng thái hồn, nhập vào người hắn. Ngân quang dung nhập vào bên trong thân thể Chu Văn, tóc và tròng mắt Chu Văn đều biến thành màu bạc. Tóc lại dài ra quỷ dị, gần như muốn chạm đến gót chân, áo giáp trên người cũng như phủ thêm một tầng màu bạc. Chúng sinh tân thế giới này cuối cùng là có ích lợi gì, mong là không làm mình thất vọng. Chu Văn cảm nhận sức mạnh tù đồ mang lại cho hắn, sau khi Chu Văn hợp nhất bát pháp, trình độ lĩnh ngộ đã vượt xa cấp thiên tại thông thường, so với tận thế cấp cũng không kém chút nào, thậm chí còn nhỉnh hơn. Chỉ chốc lát sau khi cảm ngộ tỉ mỉ, trên mặt Chu Văn liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Sức mạnh chúng sinh vượt ra ngoài cấp lực Chu Văn dự liệu, tuy là năng lực tù đồ rất đơn nhất nhưng lại vô cùng hữu dụng. Nếu như phải dùng một từ để miêu tả năng lực chúng sinh, Chu Văn cảm thấy chỉ cần cộng thêm hai chữ bình đẳng ở phía sau chúng sinh là đủ rồi. Ở trong phạm vi sức mạnh của chúng sinh tân thế giới, bất kể thần, tiên, thánh, Phật hoặc là yêu ma quỷ quái đều bình đẳng như nhau, đều thu được quyền lực tử vong. Đúng, chính là quyền lực, không phải là giết chết kẻ địch mà là cho kẻ địch có quyền được chết đi. Sức mạnh loại này không có lực sát thương thực chất, nghe không giống cấp lực gì cả, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút sẽ hiểu, đây là một loại năng lực biến thái vô cùng. Vào lúc Chu Văn chiến đấu với thiên ngoại tiên đã thể hiện năng lực tự hồi phục vô cùng kinh khủng. Những tổn thương do Chu Văn tạo thành, tốc độ còn không nhanh bằng tốc độ nàng tự hồi phục. Nhưng sau khi có chúng sinh, vết thương do Chu Văn tạo thành sẽ không thể tự hồi phục, dù có là cường giả có năng lực phục sinh cũng sẽ không thể phục sinh nữa. Phối hợp với lĩnh vực nhân gian của bản thân Chu Văn, có thể nói là tuyệt phối dĩ hạ khắc thượng. Mặc dù tư chất bản thân hơi kém, nhưng năng lực này cũng không có gì để chê.
Bây giờ Chu Văn ngược lại là hoàn toàn tin giải thích của tù đồ lúc trước. Hắn đúng là bị người ta đào lên trước thời hạn, nếu không thuộc tính sẽ không kém như vậy, cũng sẽ không là tàn thể. Thật là đáng tiếc, không biết phối sủng địa cầu hoàn chỉnh sẽ mạnh tới trình độ nào. Chu Văn âm thầm tiếc nuối. Càng làm cho Chu Văn vui chính là sức mạnh của chúng sinh tân thế giới có thể ảnh hưởng tới ba ấn ký nguyện vọng mà đế đại nhân lưu lại trên người hắn. Tuy nhiên cũng chỉ có thể sinh ra ảnh hưởng chứ không thể thực sự xóa đi. Chu Văn không biết loại ảnh hưởng này có thể ngăn cách hoàn toàn liên kết giữa hắn và đế đại nhân hay không, nhưng cũng tốt hơn hoàn toàn không có thủ đoạn phòng ngự. Xem ra muốn loại bỏ hoàn toàn ấn ký nguyện vọng thì nhất định phải đi Kỳ Tử Sơn một chuyến. Các bạn đang nghe chuyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1889, Thuần Phục, Hoặc Chết, 1. Trong lòng Chu Văn âm thầm suy tư, phương pháp bảo đảm nhất chính là tấn thăng tận thế cấp trước sau đó mới đi Kỳ Tử Sơn. Tuy nhiên đường tấn thăng tận thế cấp, ngoại trừ chém chết dị sinh vật tận thế cấp, lấy được sức mạnh của bọn chúng ra, Chu Văn không thể nghĩ được con đường thứ hai. Tuy nhiên dị sinh vật tận thế cấp trên địa cầu có được bao nhiêu? Lại có cái nào Chu Văn có thể đi giết chứ? Những nơi nghi ngờ có sinh vật tận thế cấp trên địa cầu, theo sự nghi ngờ của Chu Văn, có mấy nơi như Lão Quân Sơn và Tiểu Phật Tự, có khả năng nhất lại là Kỳ Tử Sơn. Còn có một người Chu Văn cơ bản có thể xác định là tận thế cấp, chính là Điềm Điềm. Dĩ nhiên Chu Văn không thể nào đi giết Điềm Điềm, dù cho muốn giết cũng không tìm được nàng, càng có thể không phải là đối thủ của nàng. Nhìn sinh vật hình người vẫn bị nhốt, Chu Văn thu hồi thạch đao, nhấc hắn lên, nhốt vào một nơi bên trong cung điện. Hắn rất có thể là loài người đã từng lên chiếc thuyền kia, sau này có lẽ có thể tìm được một ít manh mối từ hắn. Tuy nhiên trước đó, Chu Văn phải tìm được một người giỏi trộm tin tức linh hồn, bởi vì suy nghĩ của hắn quá hỗn loạn, khẳng định là không hỏi được cái gì. Thử để cho Trương Ngọc Chí đi vỗ về sinh vật hình người. Sau khi thử mấy lần phát hiện chỉ cần thạch đạo không xuất hiện ở gần hắn thì năng lực của Trương Ngọc Chí đối với hắn vẫn là cực kỳ hiệu quả. Thạch đao này và hắn có quan hệ gì đây? Trong nhất thời Chu Văn cũng không đoán được. Bản thân lai lịch của thạch đao đã hết sức có vấn đề. Theo lý thuyết, thạch đao của nhân hoàng phải có liên quan với toại nhân thị. Tuy nhiên thạch đao lại ở trên bệ thần hỏa, nên nơi này mới được đặt tên là hỏa thần đài. Trên thực tế là một đài ngắm sao, không có liên quan gì đến toại nhân thị. Rốt cuộc đao này dùng để làm gì? Chu Văn cầm thạch đao nghiên cứu. Bên trong đạo quả thật có một cỗ sức mạnh dương cương, mãnh liệt như lửa, nhưng sức mạnh thực sự kích phát ra lại không phải là hệ hỏa. Sức mạnh của thạch đao thông thường cơ bản không thể phóng thích ra ngoài. Chu Văn có rót vào nguyên khí nhiều hơn nữa thạch đao cũng đều không thể phóng thích dù là một tấc đao khí. Một chuôi thạch đao chỉ có thể dùng cho cận chiến, năng lực thực sự chỉ có thể kiểm tra được trong thực chiến. Thế giới dị thứ nguyên. Một ngọn núi thiêu đốt như mặt trời, nhiệt độ của núi kia sợ là có thể hòa tan sắt thép trong nháy mắt. Nhưng trên ngọn núi như vậy lại có một tòa cung điện vô cùng hùng vĩ như đúc ra bằng vàng ròng. Đây là khu vực của Thái Dương tộc, một trong những chủng tộc mạnh nhất dị thứ nguyên, có mấy vị cường giả tận thế cấp. Ngày trước nếu có tộc khác đi tới thần sơn Nhật Bất Lạc, dù có là cường giả tận thế cấp cũng sẽ không có hành động bất kính, hạ xuống dưới chân núi, đi từng bước một tới thần điện Thái Dương. Tuy nhiên hôm nay, lại có một bóng người màu trắng lơ lửng trên bầu trời thần sơn Nhật Bất Lạc, dùng tư thái nhìn từ trên cao xuống quan sát thần điện Thái Dương dưới chân. Vương Minh Uyên, ngươi muốn tìm chết sao? Những giọng nói cổ xưa truyền ra từ bên trong thần điện Thái Dương, ngọn lửa bao phủ cả tòa thần sơn Nhật Bất Lạc cũng điên cuồng bốc lên theo những giọng nói kia, giống như muốn thiêu cả thế giới thành cho vậy. Chết hoặc là thần phục, đây là hai lựa chọn cho các ngươi. Vương Minh Uyên lạnh nhạt nói. Vương Minh Uyên, ngươi còn dám xuất hiện sao? Một vị thần tướng mặc áo giáp tỏa ra ánh hào quang lấp lánh trừ trong thần điện Thái Dương lao ra, chắn trước mặt Vương Minh Uyên. Lạnh lùng mà chỉ thẳng Vương Minh Uyên, tiên tộc đã không lấy được mạng của ngươi nên ngươi lại đem mạng mình tặng tới cửa cho thần sơn Nhật Bất Lạc bọn ta à? Nếu các ngươi không thần phục, ta đây chỉ đành khiến cho thần sơn Nhật Bất Lạc đón hoàng hôn cuối cùng. Thôi, Vương Minh Uyên chẳng thèm để ý vị thần tướng mặc kim giáp, lạnh nhạt nói. Cái giọng nói này ngay lập tức chọc giận vị thần tướng mặc kim giáp thuộc Thái Dương tộc,
không một giây vô nghĩa mà trực tiếp mở rộng thần mang rộng ra vô tận, phóng về phía Vương Minh Uyên. Chương 1890, thuần phục hoặc chết 2. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, trong nháy mắt khiến cho toàn bộ thế giới phủ lên mình ánh sáng vàng kim, ánh sáng rực rỡ đó chiếu rọi mọi thứ, hủy diệt toàn bộ, đốt cháy tất cả. Toàn bộ không gian giống như đã bị tan chảy bởi ánh sáng thái dương, chỉ cần kim quang đi qua là chỗ đó như tới tận thế. Đáng sợ là sức mạnh của ánh sáng thần điện thái dương tập trung toàn bộ vào cơ thể Vương Minh Uyên, thế mà hắn hoàn toàn chẳng có ý định tránh né, cũng không hề nghĩ sẽ ngăn cản luồng thần quang thái dương này lại. Hắn chỉ lơ lửng tại chỗ mà không hề nhúc nhích. Ánh sáng màu vàng kim rọi tới người của Vương Minh Uyên lại giống như bọt biển rơi vào trong nước, biến mất trong cơ thể hắn, chẳng nhấc nổi gợn sóng nào. Thần tướng mặc kim giáp trong lòng tràn đầy sợ hãi, thần quang thái dương tận thế cấp có khả năng phá trời diệt đất. Vậy mà chẳng thể gây ra một xíu vết sẹo cho Vương Minh Uyên, đây là hình ảnh hắn chẳng thể nào dự đoán trước được. Sợ hãi kèm khủng hoảng, thần tướng mặc kim giáp phát điên mà không ngừng xả thần quang mặt trời. Tất cả ánh sáng bị ép thành một tia cực quang, trường mâu vàng kim lóe ra tia chớp, trong chốc lát đã đâm xuyên cơ thể của Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên bình yên phẳng lặng mà bình tĩnh đứng như vậy, lặng lặng nhìn thần tướng mặc kim giáp, trường mâu đâm qua cơ thể hắn biến thành chùm sáng vàng óng. Nhiệt độ của hắn đủ cao để có thể hòa tan bất kỳ sự tồn tại bất tử nào, không thứ gì có thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Giống như, hắn không phải là người đang sống sơ sơ mà chỉ là một bóng ma, chùm tia sáng màu vàng óng kia vốn chẳng thể tổn hại tới cơ thể của hắn chút nào. Con ngươi của thần tướng kim giáp co lại, bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh tận thế cấp của hắn đang điên cuồng trôi đi. Chỉ mới vừa chớp mắt, tia sáng mặt trời hắn vừa ngưng tụ đã bị tan biến hơn một nửa. Thứ kinh tởm kia, ngươi dám sao? Mấy tiếng gầm từ bên trong thần điện Thái Dương vọng ra bên ngoài, có mấy luồng ánh sáng vàng phóng ra, từng cái một phóng thẳng lên trời. Bốn vị cường giả tận thế cấp của thần điện Thái Dương đều ra ngoài, mỗi người một hướng vây lấy Vương Minh Uyên, muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn. Cả trời đất bắt đầu nóng bỏng như trong lò luyện kim, toàn bộ khu vực thần sơn Nhật Bất Lạc đều biến thành khu vực có ánh sáng màu vàng kim. To lớn giống như mặt trời đang ở dưới nhân gian, khiến toàn bộ dị thứ nguyên đều bị chiếu cho sáng choang. Thế mà luồng thần quang Thái Dương đủ mạnh để san trời lấp đất sao khi đâm vào cơ thể của Vương Minh Uyên. Tất cả đều như đá ném vào biển rộng, không một gợn sóng, ngược lại trên cơ thể của Vương Minh Uyên lại bắt đầu xuất hiện. Luồng ánh sáng màu vàng óng, đó chính là sức mạnh của thần quang Thái Dương. Không thể nào, chuyện quái gì vậy? Bốn vị tộc trưởng của thần điện Thái Dương đều sợ hãi vô cùng, không có cách nào nghĩ tới được, thế giới này lại có người lấy một địch bốn. Không chỉ không bị thần quang Thái Dương làm cho chết thảm mà còn có thể phản lại được sức mạnh này. Thần phục hay bị giết? Trên mặt Vương Minh Uyên chẳng biểu lộ chút vui sướng nào, vẫn bình tĩnh hỏi. Cơ thể của hắn đã đạt tới trình độ gần như hoàn mỹ, năng lực của hư vô kiếm tiên, trung tử nhã, khương nghiễn và thiên ngoại tiên đều đã thuộc về hắn. Làm cho cơ thể của Vương Minh Uyên được thay đổi trở nên không gì có thể hại tới, phóng mắt ra nhìn khắp thế gian chắc chẳng có ai có thể làm hắn bị thương. Bốn vị tộc trưởng của thần điện Thái Dương cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể giống như trăm sông đổ về biển là Vương Minh Uyên, nếu không dừng lại kịp lúc, bọn họ chắc chắn sẽ trở thành cái xác khô. Sâu trong lòng sinh ra sự khiếp sợ và cảm giác bất lực, cái cơ thể gầy gò của Vương Minh Uyên bây giờ trong lòng bọn họ còn hùng vĩ hơn cả thần sơn Nhật Bất Lạc, hoàn toàn không với tới được. Bọn họ không hẹn mà đều muốn lùi lại một bước, tuy nhiên sức mạnh không khống chế được vẫn tràn ra ngoài, không thể dừng được. Câu trả lời của các ngươi sao? Vậy thì chết đi. Theo sau lời nói bình tĩnh của Vương Minh Uyên, thần quang Thái Dương trên người hắn bành trướng như khinh khí cầu. Ánh sáng vàng óng im hơi lặng tiếng tràn ngập thế gian, giống như âm thanh cũng đã bị hòa tan, yên tĩnh như chết. Các bạn vừa nghe xong tập 189 của bộ truyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.